Cái gì mà súp mặn chát vậy trời? Quản lý đâu? Quản lý! Gì vậy em? Dạ, có chuyện gì không chị? Súp mặn chát vậy sao anh? Tôi nói cho anh biết nè, tôi có tiền sử bệnh huyết áp đó nha. Nếu mà tôi bị cái gì á là nhà hàng các anh chịu trách nhiệm nha. Đây nè, hồ sơ bệnh án của tôi nè, anh coi đi. Dạ, nhà hàng tụi em rất là xin lỗi quý khách về cái sự sơ suất này. Thôi để xin lỗi anh chị thì tụi em sẽ miễn phí cái bữa ăn ngày hôm nay. Với lại em tặng cho anh chị thêm một cái voucher giảm giá cho lần tới dùng bữa tiếp theo nha. Anh chị thông cảm giùm em lần này ha. Vậy thì cũng được, coi như là lần này tôi bỏ qua. Lần tới á, anh nhớ nhắc nhân viên của anh làm việc cho cẩn thận nha. Không á là tôi không bỏ qua dễ như lần này đâu đó. Dạ rồi, em cảm ơn chị, mong chị thông cảm nha. Em, anh thấy súp ăn bình thường mà đâu có mặn gì đâu. Sao em làm căng thẳng với quán gì vậy? Trời, anh không biết gì hết trơn á. Em tìm hiểu kỹ rồi, cái nhà hàng này nó mới mở. Mà mấy cái nhà hàng mới mở lại rất là quan trọng về trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng mà làm căng một tí á là tụi nó phải xuống nước thôi. Em đâu cần phải làm quá lên như vậy đâu. Ý của anh là mình cũng thể tự trả tiền một bữa ăn mà em. Em thích ăn chùa. Mình không lợi dụng người ta thì ai mang tới lợi đến cho mình. Sống là phải biết chiêu trò. Anh ăn ở ngay thôi vậy á, chừng nào đời anh mới lên được. Thấy em không? Được bao chờ rồi nè. Bây giờ còn giảm giá nữa. Em làm gì vậy? Tóc rơ dĩa đồ ăn rồi kìa. Em đi, đừng quan tâm, lo ăn đi. Em, đừng có làm quá lên coi. Người ta nhìn thấy là kỳ cục chết luôn đó. Kỳ cái gì mà kỳ? Anh đừng có quan tâm, để đó em lo cho. Trời ơi, nghĩ sao đồ ăn trong nhà hàng mà tóc không vậy rồi sao ăn? Phục vụ đâu? Phục vụ. Dạ. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Tự coi đi, nhà hàng em là ăn kiểu gì vậy hả? Nghĩ sao mà đồ ăn cho khách mà có tóc vậy hả? Dạ em xin lỗi anh chị, để em kiểm tra lại được không? Khỏi. Bộ đuôi gì mà không thấy mà phải kiểm tra lại? Tôi ăn gần hết rồi, tôi thấy tóc đây nè. Bây giờ nhà hàng này phải làm lại phần mới cho tôi, phải đền bù cho tôi nữa đó. Tụi em xin lỗi anh chị. Cứ làm rừng bén lên coi. Em ơi, anh xin lỗi nha. Để anh tính tiền bữa ăn này. Khỏi thói nha, khỏi thói. Dạ. Đi. Anh làm cái gì? Đi. Buông ra coi. Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa xong với tụi nó mà. Em thôi làm loạn trong đó đi. Em đang làm cái gì vậy hả? Em đừng làm cái trò bới móc những chuyện nhỏ nhặt của người khác rồi đổ lỗi cho quán. Chỉ vì cái vô chơi rẻ mạt, em thấy xấu hổ hả? Chứ anh là nhục thay cho em đó. Mắc gì anh nhục? Tôi làm vậy á, để anh không có tốn tiền, anh trả cho mấy cái trầu ăn trầu uống đó. Bộ tao ăn giọng nên tôi hay gì? Anh không có ăn hay sao mà anh nói vậy? Nếu anh không thích á, từ nay đừng đi ăn với tôi nữa. Không phải vấn đề tiền bạc. Vấn đề đây á là cách em sống, cách em đi lừa lọc tính toán với người khác mà em không hề cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì hết. Em nghĩ mọi thứ đều có thể lợi dụng được hả? Kể cả chuyện đơn giản nhất là chuyện ăn uống. Anh thật sự là hết chịu nổi rồi đó. Mình chia tay đi. Anh nghĩ là tôi sợ anh hả? Chia thì chia. Cút khỏi mắt tôi. Tôi nói cho anh biết nè, tôi thà đi chơi một mình còn hơn đi chơi với thứ sĩ diện ảo như anh đó. Phục vụ đâu rồi? Trời ơi đau bụng quá. Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây. Cô bị sao vậy? Tôi ăn đồ ăn ở quán này rồi bị đau bụng quá nè. Cô có nhầm là sáng giờ cô ăn bên ngoài rồi cô tới đây cô bị đau bụng rồi. Cô nói quán tôi làm ăn rất là vệ sinh, an toàn thực phẩm nha. Nè, từ sáng tới giờ tôi không có ăn cái gì, cũng không có ăn ở chỗ nào ngoài cái quán này hết á. Sau khi tôi ăn đồ ăn ở đây tôi mới bị đau bụng nha. Xin lỗi. Vậy do lỗi bên tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ kêu xe cấp cứu đưa cô vô bệnh viện để cho bác sĩ kiểm tra, và toàn bộ chi phí tôi sẽ trả. Thôi khỏi đi, tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu. Bây giờ nhà hàng á chỉ cần miễn phí với tôi bữa ăn này đi, rồi tôi bỏ qua hết mọi chuyện à. Đâu có được đâu cô. Quán tôi buôn bán làm ăn uy tín chất lượng từ trước giờ. Nếu cô nói như vậy á, tôi sẽ đưa cô vô bệnh viện kiểm tra thực tế coi cô có bị ngộ độc thực phẩm hay không. Nếu như không á, tôi sẽ mời công an tới đây để họ xác minh lời nói của cô có phải là vu khống cho quán tôi không. Nè, vu khống cái gì? Tôi ăn đồ ăn ở đây
bụng. Đau bụng thiệt chứ không phải đau bụng giả nha. Không làm cái gì vậy? Cô nói đồ ăn ở đây có vấn đề. Nếu thực sự có vấn đề, tôi sẽ bị ngộ độc giống như cô vậy đó. Thôi được rồi, tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu. Vậy đi. Khoan đã, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô có muốn làm lớn chuyện cũng không được nữa. Hôm nay á, cô chọn nhầm quán rồi. Cô chọn nhầm chỗ để cô định ăn quỵt rồi. Cô đừng có nghĩ có cái mác khách hàng là thượng đế. Rồi cô tới đây, cô muốn làm chiêu trò gì thì làm nha. Nói thiệt, những người như cô á, họ tới đây ăn quỵt rất là nhiều, tôi biết rồi. Hôm nay cô đừng hòng thoát được tôi. Cô định đi đâu? Tôi sẽ mời công an tới đây, nhờ họ giải quyết vụ này, để sau này cô không còn cơ hội để đi ăn quỵt những quán khác nữa. Anh ơi, cho em xin lỗi nha. Em lỡ dạy thôi, thôi để em thanh toán cái bữa này đàng hoàng nha anh. Tôi nói cho cô biết, cho dù có bao nhiêu tiền cô thanh toán đi chăng nữa thì uy tín và danh dự của cô cũng không lấy lại được đâu. Cô nghĩ tôi là người dễ ăn quỵt giống như những chỗ khác hả? Cô nhầm rồi, cô còn non và xanh lắm. Tôi sẽ gọi công an tới đây giải quyết vụ này. Hôm nay cô phải trả giá cho những hành vi của mình đó. Cô ngồi đó đi, cô không đi đâu được đâu. Đóng cửa lại nhân viên. Mày làm gì vậy? Lần thứ hai trong tháng mày xài hết đồ của tao, mày không nói tiếng nào rồi nha. Ủa, bữa tao thấy nhiều lắm mà. Tao mới xài chút xíu sao tự nhiên hết? Hay là mày xài hết mày đổ thừa tao? Mày nói cho mày nghe được hả? Đồ tao mua mày xài không chứ ai? Giờ còn đổ thừa tao nữa. Mà tao thấy mày đi làm mày cũng có tiền mà, sao không tự mua xài đi xài ké không vậy? Thì tao cũng có cố ý đâu. Với lại mày nói mày là bạn tốt của tao, tao xài chút xíu rồi mà mày tính toán tao vậy hả? Biết thì tao bỏ chuột mày đâu. Thì tao nói vậy thôi, để cho mày bớt tính nó lại xíu. Chứ mà tao thấy hả, mày có giữ cái tính nó hoài, ai ở được với mày? Thì có mày ở với tao đó. Tao đi à. Công nhận con này ngu thiệt. Đồ của tao á, dễ gì mà xài được. Em nói với anh rồi, em không có lấy. Mày, nè, em nhận đi. Cầm đi. Anh á, mấy cái mỹ phẩm anh mua cho em có bao giờ em xài đâu. Em toàn cất trong tủ không à. Trời đất ơi, chẳng phải là em than hết tiền, hết mỹ phẩm sao? Thì em than vậy thôi, mai em có lương, em mua sao cũng được. Thiệt tình luôn á, anh toàn phí tiền cho em không à. Thôi, nhận đi cho người ta vui. Nhưng mà cái gì? Đâu phải ai muốn được người yêu chăm sóc như mày cũng được đâu. Như tao nè, tao muốn mà có đâu. Dạ, thôi cảm ơn anh nha. Thôi hai đứa anh về trước nha. Dạ. Mày mở ra thử coi cái gì vậy? Thì cũng mỹ phẩm này kia thôi. Mà ổng giàu vậy, ổng tặng mày toàn đồ mấy cái đồ mắc tiền không à. Tao cũng không quan tâm lắm nữa. Tại ổng cứ theo đuổi tao hoài à. Mà ổng tặng đồ càng mắc tiền, tao càng ngại chứ sao. Trời ơi, mày ngại thì để tao. Thôi má, bớt giùm, không có mượn. Con này dở ghê. Có bộ đẹp, tặng đồ thì xịn vậy, không chịu xài, chê. Đúng là không biết hưởng. Nhi, cứu tao. Gì? Mày coi giùm mặt tao bị sao nè, mà sao nó rát lắm á. Trời ơi, sao mặt mày bị vậy vậy? Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên tao xài mỹ phẩm anh Tí mua cho tao, cái giờ mặt tao như vậy luôn à. Trời ơi, không lẽ ổng mua đồ giỡn cho mày xài? Mà ổng giàu muốn chết, tự nhiên ổng kêu kiệt cũng mua đồ giỡn cho mày xài sao được. Đâu, mày coi giùm tao coi. Mấy cái này đó giờ tao đâu có xài đâu, tao biết. Mà thôi, cái mặt của mày mới vừa bị à, mày đi khám da liễu đi. Chứ để lâu hả, nó hư da mặt mày luôn á. Nhưng mà mặt, bây giờ mặt tao nó đỏ lên hết trơn, sao tao dám ra đường? Thì mày lấy khẩu trang đeo vô, đâu ai thấy đâu. Đi sớm đi, để hư da đó. Vậy thôi tao đi nha. Mày,
My, sao em cứ tránh né anh hoài vậy? Em cứ tưởng là anh tốt với em lắm á. Cho tới khi anh làm cái mặt em ra vậy nè, tất cả là do đống mỹ phẩm của anh mua cho em đó. Cái này chắc chắn là hiểu lầm rồi, không thể như vậy được. My, em nghe anh nói nè. My, My. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên dọn đồ? Có cách này tao mới thoát khỏi ông Tý được à? Thôi, có gì từ từ nói, bình tĩnh đi. Bác sĩ nói tao bị viêm da nặng lắm, phải điều trị mất một thời gian. Tao ở đây có làm phiền mày thôi à, tao phải đi. Ê, nhưng mà còn cái đống đồ anh Tý mua cho mày rồi sao? Thì mày bỏ giùm tao đi, tao nhìn tao chịu không có được. Thôi mấy cái này bây giờ sẽ là của mình. Mày đẹp quá vậy, sao không biết được. Thơm quá à. My ơi, có nhà không My? Ủa, anh qua đây có gì không? Anh qua đây anh kiếm My. Thôi, anh kiếm nó chi nữa, nó mới dọn đồ đi rồi. Thật ra là anh muốn giải thích với My á về cái chuyện á của hai đứa. Chuyện hai người á thì em biết rồi, con My nó hiểu lầm anh vậy mà nó không cho anh giải thích nữa. Nhưng mà anh đừng có buồn, bây giờ có em rồi, em hiểu anh mà. Sao ngứa vậy? Mày chưa đi nữa hả? Tao mà đi sớm ai vạch trần bộ mặt xấu xa của mày. Mày đừng có nghĩ tao hiền, tao ngu để cho mày lên đầu lên cổ tao ngồi hoài. Mày chơi dơ với ai? Chứ mày chơi dơ với bản thân của mày, thì mày nghĩ mày có đáng bị nghiệp quật không? Mày đợi tao một thời gian nữa đi, để tao đuổi con nhỏ đó đi. Đuổi nó đi xong rồi mày qua mày ở với tao. Cái con đó là nó vừa hiền mới vừa ngu đó mày ơi. Tao xài đồ của nó hoài rồi, nó có nói gì tao đâu. Mà nói thiệt nha, nó có thằng bộ hóa vừa giàu vừa giỏi nữa, mua toàn đồ xịn cho nó không à, mà nó có xài đâu. Mày đặt nó chi ổng chi yêu nữa mày. Ê, hỏi mấy ha, giờ cái tao hốt được thằng bộ của nó đi, chứ để không chi không xài phí muốn chết. Thiệt nha, trước giờ tao chưa bao giờ tao nghĩ tao sẽ tính toán bất cứ thứ gì với mày. Mà mày làm vậy với tao, kể cả cái đống mỹ phẩm anh Tý mua cho tao mà mày cũng tráo cho được. Mày muốn chia rẽ tình cảm của tao chứ gì? Sao mà mày xấu xa quá vậy Nhi? Xấu xa cái gì? Mang tiếng là bạn thân của mày, mà mày đi làm lương cao hơn tao. Rồi trong khi đó mày có bạn trai giàu mà không biết hưởng, tất cả là tại mày đó. Mày tưởng tao ngu hả? Những chuyện mày làm tao đều biết hết á, nhưng mà tao không có nói. Tại vì tao muốn vớt vát lại tình cảm bao nhiêu năm của tụi mình. Nhưng mà mày đâu có hiểu. Mày không hiểu cho nên bây giờ mày đừng có trách tao. Mày nói cái gì vậy? Tao nói với mày rồi, tao không có ngu. Lý do tao bỏ qua tất cả những chuyện giặt vãnh mày làm là tại vì tao vẫn xem mày là bạn của tao. Cho tới khi mày tráo mỹ phẩm, mày làm ảnh hưởng tới sức khỏe của tao, thì tao không có bỏ qua cho mày được nữa. Tao có tráo cái mỹ phẩm dởm vô đó, mỹ phẩm anh Tý mua tặng cho tao đó. Tại tao biết thế nào mày cũng xài ké à. Sao? Tại thích không? Mày hay lắm. Tao chỉ dùng cách của mày để quật lại mày thôi. Là cái tật của mày hại mày. Nói nghe nè, đừng có thấy tao hiền mà chọc tao. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một khi chị đã nóng thì cưng chơi không có lại đâu. Mày làm gì vậy? Mày thôi chưa? Mày đi chơi với tao mà mày cắm mặt vô điện thoại hoài, tao ghét nhất cái kiểu đó luôn á. Thôi thả ở nhà đi, đừng có hẹn tao ra đây làm gì hết á. Không phải, tại hồi sáng rồi nè, tao đi qua đây, tao gặp vụ drama kia kìa. Biết gì không? Con nhỏ đó hả, nó giật chồng bà kia, làm sầm hết trơn luôn. Rồi sao nữa? Giật đồ, xé đồ quá trời hết trơn. Trời ơi, tao đứng tao quay phim này quá trời luôn mày. Đi không chuyện tao có gì vui mà mày háo hức quá vậy? Ủa,
Tao thấy ai cũng thích cái dạng clip này mà. Đây nè. Đây 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 đây. Gì? Hồi sáng tao đăng cái clip lên TikTok, bây giờ lên 1000 view luôn. Ghê chưa, quá trời người bình luận. Ủa rồi ai gọi sao mày không nghe đi? Ba tao. Một ngày ông gọi cái chục cuộc kìa. Gọi hoài ai đâu nghe. Thì chắc tao nghĩ nhiều khi ba mày có chuyện gì mới gọi mày chứ. Nghe thử đi. Dạ con nghe nè ba. Gì hả? Mấy hôm nay con có khỏe không? Sao nói gọi điện thoại về nhà mà ba má chờ mà hãy mày không có nghe thấy vậy? Bộ trở đến bận lắm sao? À, trời ơi con đi làm hoài rồi con bận lắm à. Thôi nha, giờ con vô con làm rồi. Dạ dạ, để mai mốt con rảnh ngồi lại sau. Mệt gì đâu. Trời, mày nói chuyện với ba mày, mày cọc lóc vậy hả? Kệ tao đi mày ơi. Để vô coi cái clip đó làm sao. Hết nói nổi mày luôn á. Trời ơi, cái clip đó có tình tiết mới nè. Mày nghe không, tao kể cho nghe. Thôi, tao năn nỉ mày luôn á. Tao không có muốn nghe. Mấy cái chuyện drama đó không có tốt lành gì hết á. Cứ nghe thôi. Mà đặt về đời người ta. Ê, alo, cái clip của tao được 1000 view á, mày coi chưa? Trời, 500.000 view. Trời, hot như vậy. Ê, sao nãy ba mày gọi mày cúp máy, giờ mày hào hứng quá vậy? Trời, tao nói cho ông cúp máy thôi, chứ ông gọi hoài, ai rảnh đâu nghe. Hả, nghe nè. Ừ, trời, tao nói tao sắp nổi tiếng rồi. Tao nói mày hả, chỗ nào mà có drama là chỗ đó có tao. Ôi, tưởng đâu có clip mới được 1 triệu view, giờ bị gỡ mất tiêu rồi. Gì đâu, gỡ là đúng rồi đó. Thôi nha, tối ngày mày khịa tao hoài. Ê mà tao thấy nha, hình như là mày đâu có biết làm gì ngoài chuyện cắm mặt vô điện thoại hóng drama phải không? Nhà cửa cũng tao dọn, quần áo mày để cả tuần mày không giặt, rồi chén mày ăn xong mày cũng không rửa nữa. Thì để nó đi, lát tao dọn cho. Một lát, lúc nào mày cũng nói một lát hết trơn á, rồi mày có dọn đâu. Mệt quá hoài. Mà tao nói nha, bữa nay tao nấu cơm, còn mày dọn nhà. Mày dọn nhà không xong mày đừng ăn cơm. Dọn không? Dọn thì dọn, làm thấy ghê. Tự nhiên cái bất dụng phòng. Tao thà đi ra ngoài tao hóng chuyện vui hơn. Có cái nón thôi á mà cũng gỡ không được nữa. Rồi, vô nhà đi. Gì vậy? Anh làm gì vậy? Không phải chuyện như em nghĩ đâu. Mày im đi con cà xanh. Đàn ông của tao mà mày cũng dám la liếm nữa hả? Mày muốn chết hay vậy? Mày có thôi đi không? Em làm gì vậy? Anh vì con nhỏ này mà anh đánh em hả? Được rồi. Em làm gì vậy? Mọi người ơi, mọi người phải làm chủ cho Nhi. Bạn trai Nhi phản bội Nhi, nó còn đi với con trại xanh nữa. Nó còn đánh Nhi nữa mọi người. Mọi người phải làm chủ cho Nhi mọi người ơi. Em đừng có quá đáng vậy nghe Nhi. Quá đáng cái gì? Bữa nay hả, tôi phải cho cộng đồng mạng biết được bộ mặt của anh với nó. Nè, mày thôi chưa? Mày nói gì? Mày không thấy tụi nó hùa nhau ăn hiếp tao hay sao mà mày binh nó? Mày chưa biết rõ đầu đuôi gì hết mà mày nói người ta cắm sừng mày. Mày hồ đồ lắm rồi đó. Đúng rồi. Đây là Trinh, con của bác anh, là em gái của anh. Chứ bồ nhí gì ra đây? Có thiệt gì không? Em muốn không? Anh dắt em qua nhà bác anh á, để hỏi cho rõ chuyện. Ủa, anh em gì mà thân thiết vậy? Nhìn vô làm sao mà biết được? Thân thiết cái gì? Tôi chỉ gỡ cái nón cho nhỏ thôi. Mà tình cảm gì ở đây? Thôi đi, mấy người mà hay gian díu nhau hay nói gì lắm. Thôi, em đi vô nhà. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, bỏ cái tật drama đó giùm tao đi. Ba nói là ba đừng có điện cho con đó mà. Con bận lắm, chừng nào con có thời gian rảnh thì con điện sao? Tưởng đâu bữa nay có drama, ai về còn gặp gì đâu không? Đi,
Đi, sao anh tới anh không vô nhà đi, còn anh đứng trước cửa làm gì? Nhi, mình chia tay đi. Anh nói gì vậy, tự nhiên chia tay? Cái vụ ngày hôm qua là hiểu lầm thôi à? Cái vụ em đánh ghen á, ba anh thấy. Ba anh nói là anh không thể quen một người con gái mà bạo lực như em được. À, vậy ra là anh nghe lời ba anh. Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Anh cũng nói luôn, anh không thể tiếp tục với một cô gái mà tối ngày cứ cắm đầu vào cái mạng xã hội, xem nó, rồi bàn luận nó như là việc của mình. Từ khi nào mà em chỉ biết là cúi đầu, không ngẩng đầu lên xem mình đối xử với mọi người như thế nào. Anh nghĩ mình nên xem xét lại cái mối quan hệ của mình đi. Nè, mình chưa nói chuyện xong mà. Ít ra thì mình cũng phải nhờ cộng đồng mạng phân xử đúng sai chứ. Anh đi cho khuất mắt tôi. Nhi, Nhi, sao mày chưa đi nữa? Đi đâu? Có vụ giật điện thoại đầu hẻm nhà mình kìa. Thiệt hả? Mọi người ơi, hiện tại thì Nhi đang ở hiện trường của một vụ giật điện thoại nha mọi người. Đây. Ủa? 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 Ba? Ủa? Sao tự nhiên ba lên đây? Thôi, anh người nhà của em. Em cảm ơn mấy anh nhiều nha. Ba, sao tự nhiên ba lên đây vậy? Ba có sao không? Ba không sao. Mà không dài á, nghe con nói là không có tiền mua thẻ nạp điện thoại, cho nên ba gọi hoài cũng không có được. Ba má cũng lo lắm á. Hôm nay ba lên thăm con nè. Ba, con nói là khi nào con xong chuyện con gọi cho ba má sao mà. Không có được. Gọi con là không nghe máy. Ba cũng sốt ruột lắm. Được rồi, ba mới mua cái thẻ để túi, xíu ba đưa cho. Ba, con xin lỗi. Mà ở dưới quê mà lên đây á, đâu rành đường xá đâu, cứ đi ngơ ngơ ngác vậy nè. Xui giật điện thoại luôn. Nhưng mà không sao. Thôi, miễn là ba không sao là được rồi. Thôi bây giờ con đưa ba về nha. Thôi cho con mình về. Dạ. Từ từ ba. Ba có đau ở đâu không? Chút xíu rồi coi. Bảo đâu rồi? Ủa, chị Tám. Mày làm cái gì mà mày phá điện đó, mất điện hết cả khu rồi kìa. Ủa phá? Em mới đi làm về luôn á, không biết gì đâu. Chứ mày không làm ai làm? Người ta báo là cái hướng mà mất điện từ nhà mày đó. Thôi chết rồi, chắc một tí. Em họ của em, nó mới lên đây ở được mấy ngày nè, không biết sáng giờ nó có phá gì không nữa. Liệu hồn nha con. Trái nhẹ là ở tù á. Thôi để lát nữa nó về em hỏi nó coi làm sao. Mày coi mày dạy lại nó đi. Dạ rồi chị Tám về. Cái thằng này đi đâu rồi ta? Bảo mới về. Mày đâu mới về đó? Mua này nè. Nè nghe tao hỏi nè, hồi sáng giờ mày làm cái gì? Mày làm gì ở nhà mà để bà Tám qua đây bán vốn tao vậy? Em có làm gì đâu. Mày không làm gì mà bà qua bán vốn tao, bà nói là mày làm xém trái khu xóm này nè. À, hồi sáng thấy cầu dao bị lỏng, xong cái em sửa. Sửa hay phá nhà? Hả? Tính đốt nhà hả? Điện đốm ở trên này nó phức tạp chứ không có giống như dưới quê đâu nghe chưa? Em có sửa tầm bậy đâu. Coi tôi gì biết chứ bộ. Hay lắm. Nhìn đi, nhà trên này nó san sát nhau nè. Trái một cái là bán hết đất của ba má mày, cũng không có đủ tiền đền nữa nghe chưa? Em biết rồi. Rồi làm gì nữa đó? À, đưa đi. Mấy cái đồ mà liên quan tới điện đốm nè. Từ nay về sau nha, cấm mày đụng vô mấy cái đồ điện đốm nữa nha. Dạ. Còn nữa là tao đuổi về quê ở với chú thím nghe chưa? Dạ. Dạ. Ăn phá không? Mày yên tâm đi, cái lô hàng này ngon lắm. Bên công ty mày á, lấy giá bao nhiêu thì lấy lại một nửa, mày thấy ok không? Còn chất lượng thì sao? Thì dĩ nhiên rồi, mày là bạn thân tao, nó phải ưu tiên cho mày chứ. Mày cứ yên tâm đi, cái lô này mà hoài chót lọt á thì mày bao tao trần nhậu, ổn không? Ok, chốt kèo này đi. Rồi, chốt ha. Bảo ơi, Bảo có nhà không? Bảo ơi, Bảo có nhà không? Ra nhận hàng Bảo ơi. Ủa, ảnh đi vắng rồi anh ơi. Bảo đi vắng vậy anh nhận hàng giúp tụi tôi đi. Nhưng mà em có biết gì đâu mà nhận. Anh nhận giúp tụi tôi đi. Tôi còn đi giao đơn hàng khác nữa. Sáng giờ chưa được chục đơn nữa. Mẹ tôi bệnh nặng lắm, tôi phải vô thăm mẹ tôi nữa. Thôi vậy thôi, để em nhận cho. Chết rồi. Cái gì trong đây vậy anh? Chết tôi rồi. Hàng này hàng linh kiện điện tử. Mắc tiền lắm. Bị như vậy tôi biết sao mà đền nổi. Anh có cách nào nhận giúp giùm tôi không? Tiền viện phí mẹ tôi chưa có tiền đóng nữa. Anh nhận giúp giùm tôi nha.
Thôi vậy thôi, để tôi tính vậy. Anh giờ đi ship hàng đi, vô lo cho mẹ. Còn này để tôi về tôi nói chuyện với anh Bảo sao. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn anh cho tôi đi nha. Cái hộp gì tí? Dạ shipper giao hàng cho anh Bảo. Shipper giao cái này cho anh. Dạ. Sao nó bể ra từng miếng vậy? Em không biết. Mày tay máy tay chân đúng không? Không, em không có làm. Mày không làm thì ai làm? Hả? Đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi tí, ba cái đồ điện này đừng có đụng tay đụng chân vô. Cái này là anh đặt hàng cho công ty đó, hư anh phải bỏ tiền túi ra đền. Em xin lỗi, nãy anh shipper anh giao mà anh làm rơi, mà thấy anh than khổ anh khóc quá trời nên anh cho anh đi rồi. Mà để này xíu em đem ra thử coi sửa được. Rồi mày có sửa được hay không? Hả? Không có tiền đền ha là anh sẽ bị đuổi việc đây nè. Tí ơi là tí. Nhưng mà em coi này trên tivi á, giống hàng nhái lắm. Là ý mày nói tao ngu đi mua đồ giả đúng không? Có, nhưng mà em nói thiệt. Trời ơi, tao đã nói rồi, mấy cái đồ này của tao mày đừng có đụng vô. Tao chán mày quá, thôi mày đi về quê ở chú thím đi ha. Mày không có phụ sự được gì hết trơn á. Mày ăn rồi mày báo không à. Chứ mẹ ở đây có ngày tao mang quà đó. Nè anh Bảo, quần áo của mày nè. Đi đi anh Bảo. Đi. Mẹ nó, có cái thằng em họ nó phá không chịu được. May là nó đi khuất mắt tao rồi đó. Anh cho mày á, cái hẹn đó giá nó bằng một nửa thị trường thôi, chứ không phải là mày đền ốm luôn á. Ê, bây giờ làm sao mày kiếm cách giúp tao đi. Bây giờ phải kiếm cái để đền cho sếp, chứ không là tao bị đuổi đó. Giúp tao đi. Ơi, giờ xu cho mày rồi. Nó mới báo tao là bây giờ nó hết hàng rồi, giờ không biết kiếm đâu ra giúp mày nữa nè. Mà mày còn gấp nữa chứ. Để tao tính nữa kìa. À, có bên này hàng cũng chất lượng lắm nha, nhưng mà bị một cái là giá nó gấp 3 giá bình thường đó. Bây giờ gấp 3 hay gấp 4 gì cũng được hết á. Tao đang cần gấp lắm, phải có cái hàng để đền cho sếp, chứ không là tao chết đó. Mày hỏi giúp tao đi nha, giá nào cũng được. Chỗ bạn thân nó mới giúp mày đó nha. Ừ. Nè, hôm nay tao đem tiền ra cho mày nè, mày đếm lại có đủ không? Ok bạn. Em để anh mất tiền ngu đâu. Ủa cái thằng này, mày còn chưa chịu về quê nữa hả? Mà mày nói ai ngu? Em có nói anh đâu, ảnh lừa gạt anh á. Mày nói gì vậy anh kia? Ừ, anh lừa được anh Bảo chứ không có lừa được tôi đâu ha. Mấy cái đồ mà anh bán cho anh toàn là ba cái linh kiện đồ dởm, kê giá cao lên không. Mà chưa hết đâu, bữa anh đi mua đồ, em thấy qua đường, em đem ra tiệm hỏi, toàn là mấy cái đồ dởm, đồ rẻ tiền không. Ủa cái vụ này là sao Di? Mày nói tao nghe coi. Thì mà chưa hết đâu, còn cái này ghê hơn nữa nè. Tôi làm theo lời anh rồi đó, canh anh Bảo không có nhà, tôi giao hàng cho thằng em nó lơ ngơ, nó không biết gì. Giờ còn phần còn lại của ông đó. Trời, làm tốt lắm bạn. Sao anh biết thằng nhỏ đó nhận thay vậy? Trời ơi, có gì đâu, thằng Bảo nó kể tôi hoài. Cái thằng đó đó, nó tấy mấy cái tay chân lắm, lúc nào cũng tò mò hết. Thẳng tiện đợt này mình có giá mình đẩy lên cấp 3 luôn. Vậy có trả công tôi cấp 3 không? Thôi, thàm làm một cái niềm nha. Nè. Vậy mới không uổng công tôi giả nghèo giả khổ làm shipper chứ. Này thì đi. Đó, thấy chưa? Ảnh là vậy đó, mua mấy cái đồ dởm không? Tao chơi với mày như anh em, mà mày chơi với tao vậy hả Duy? Thì giờ thua bài quá, túng quá, làm thiếu tiền xíu bạn ơi, không sao đâu. Mày đi ăn chơi thua túng rồi mày ăn trên đầu tao. Mày coi tao là anh em của mày không? Em mà mày ngu chứ. Mày còn nói gì nữa hả? Bây giờ một á, là mày trả tiền lại cho tao. Còn hai á, là đi lên phường nói chuyện mày. Thì giờ lỡ là hết tiền rồi, tính sao tính. Vậy thì lên phường. Đi mày. Đi, dắt anh lên phường. Từ từ, để tao đi, tụi bay làm gì vậy? Tí. Tí. Đi đâu vậy hả? Anh đuổi em đi mà. Em về ở với ba má em. Mà anh yên tâm đi, em không kể cho ba má em nghe đâu. Đuổi cái là mày đi vậy thiệt á hả? Ai cho mà mày kể? Chứ làm sao? Thôi bây giờ đi vô nhà với anh. Thiệt hả? Ừ. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn mày á. Mày mà không tái máy phá phách thì anh đâu có biết cái số đồ đó là đồ giả đâu. Tính ra em cũng không phải là đồ phá hoại đúng không? Ừ. Nhưng mà sau này làm cái gì cũng phải cẩn thận nghe ông. Dạ. Đi. Ê, thôi vậy.
làm gì vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ghét ai chụp hình lén lắm. Anh sao vậy? Anh là người yêu của em khoe với mọi người có gì là sai đâu. Lúc đầu á, chúng ta hứa hẹn sao? Yêu nhau là phải tôn trọng hình ảnh của nhau trong lúc hẹn hò mà. Nhưng mà em ngán cái cảnh hẹn hò trong cái nhà này rồi. Chứ bây giờ em muốn làm sao? Anh đưa em ra ngoài mua sắm đi. Tốn kém, lãng phí. Chẳng phải á, anh nấu ăn ngon, em không phải động tay động chân không? Anh thấy ra dẻo quá à. Em bắt đầu ngán mấy cái món này rồi. 10 lần hẹn hò, hết 9 lần ở cái nhà này, còn một lần là online. Anh kia em vui vẻ sao? Em muốn đưa anh ra ngoài để giới thiệu cho mọi người thì có gì là sai đâu. Em bắt đầu bị dở chứng rồi đó. Yêu nhau hai đứa biết là được rồi, công khai làm gì? Mệt. Ăn cơm đi. Em chán rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh tự ăn đi. Nhi. 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 Alo anh nghe. Anh ơi, anh tới cứu em với. Em bị đụng xe rồi. Cái gì? Em đau quá, em không có đi được. Anh mau rồi, tới rồi, đây rồi. Đi. Bây giờ em bình tĩnh. Em có bị sao không? Rồi. Bây giờ gửi địa chỉ qua cho anh. Rồi, anh sẽ định viện tới liền. Rồi, em bình tĩnh nha. Rồi. Ê, phục mày luôn á, có vậy mà cũng làm được. Rồi, tao nói cho mày nghe, mấy cái người mà hay ra vẻ vậy á, phải làm nghiêm trọng vấn đề lên. Ôi mà tao nói cho mày nghe nha, con trai mà khi yêu mà không công khai á là chỉ có chắc bo hoặc là cha nam thôi. Thôi mày ơi, mày nói tào lao đâu không? Ê, ảnh gọi tao, ảnh tới rồi. Đâu? Anh, em đây nè, anh. Em bị đau đâu? Hả? Em có sao không? Em đâu bị gì đâu. Em giỡn vậy đó, hết chuyện để giỡn hả nhỉ? Em có biết á là anh lo cho em lắm không? Nè, tôi làm vậy á là để tôi biết là anh có lo thiệt cho tôi hay không, hay là cái kiểu hẹn hò lén lút. Anh nói đi, anh không công khai với tôi là để anh đi ra ngoài hẹn hò với con khác đúng không? Đúng. Em cứ suy nghĩ theo cái cách của em đi, anh chịu hết nổi em rồi đó. Thôi. Mày nghe ông nói không? Rốt cuộc tao không biết ông có phải là bạn trai tao hay không nữa. Hỏi ra cái gì cũng ăn thua với tao từng chút hết. Nhi em đừng đi mà, ở lại với anh đi. Anh làm ơn để cho tôi yên đi. Là anh sai khi la mắng em trước mọi người, anh xin lỗi. Nhưng mà em nghĩ đi, thời gian lúc nào cũng nấu ăn chăm sóc cho em á, thì lấy đâu ra thời gian á mà anh đi hẹn hò bên ngoài mà làm trap boy Sở Khanh. Hẹn hò thì không công khai, bây giờ tôi đi cũng không cho tôi đi. Tôi đâu phải là con chim trong lòng để anh nhốt hoài vậy. Anh ích kỷ vừa thôi chứ. Anh không ích kỷ, đây là anh đang bảo vệ á tình cảm của hai đứa. Mình là người nổi tiếng, là hot face hay là KOL mà anh sợ người ta soi mói. Nhưng á, cái gì càng công khai lại càng nhanh chóng lụi tàn. Nhưng ít ra bạn bè giữa hai đứa thì anh cũng phải gặp. Đằng này anh tránh mặt luôn. Tôi không muốn nói gì nữa hết á. Anh làm ơn để tôi yên đi. Nhi, vậy bây giờ á anh làm sao mới vừa lòng? Em chụp ít thôi. Thì anh ăn trước đi. Chụp với em 80 xích lại coi. Cười lên. Cười lên mặt nhăn vậy. Ok. Sao không ăn đi? Thôi anh ăn đi, em no rồi. No. Mà em kêu quá trời đồ vậy luôn. Rồi ai ăn? Thì kêu ra để check in thôi. Chứ mấy cái đồ này hả, đâu có ngon bằng đồ anh nấu đâu. Vậy mà bữa anh bảo ngán ngẩm mấy cái đồ ăn của anh rồi. Thì tại lúc đó em giận em mới nói vậy thôi. Ê, không ấy giờ mình đi cà phê đi. Em biết cái quán này có địa điểm check in đẹp lắm á. Anh ơi, tính tiền giùm em ấy. Anh, cho em xin mấy cái hộp luôn nha. Cái hộp làm gì? Thì đồ ăn á, ăn không hết thì mình mang về, bỏ mứa tội chết. Nhưng mà mình có điều kiện, mình dư giả mà anh làm gì chi, không biết nữa. Em biết là mình dư giả. Em biết là mình không... Dạ em cảm ơn anh. Em biết mình á, là không thiếu gì. Em biết á, là ăn không hết mà em kêu đồ ra vậy. Đồ ăn là để mang ra ăn chứ không phải là check in rồi bỏ mứa vậy. Sao anh hay ra dẻo quá vậy? Anh làm như là anh tốt lắm vậy. Nói gì? Anh có thể nhượng bộ em á, nhưng lần này thì không. Lúc nào em cũng nói à, muốn khoe anh với cả thế giới, muốn chăm sóc anh, cái đó chỉ toàn trên mạng xã hội. Bớt sống ảo là giùm anh được không? Ừ, tôi sống ảo, tôi thích đăng phai. Anh làm như anh tốt lắm hả? Anh tự nhìn lại mình đi. Không yêu thì thôi chứ tại.
Nhi, anh chưa nói hết mà. Nhi, Nhi. Dạ xin lỗi chị. Em có sao không? Trời ơi, đi đứng không cẩn thận vậy trơn vậy. Em không có sao. Là anh hả? Ủa? À, em bây giờ em đi ra ngoài trước đi. Đợi anh. Anh có chuyện đây, người quen. Anh nói chuyện xíu rồi anh ra sau nha. Dạ. Không ngờ mới chia tay một thời gian mà bây giờ anh có bạn gái mới rồi ha. Xinh đẹp, còn ngoan nữa. Mà bây giờ anh cũng chịu khó công khai, chứ đâu phải như cái lúc quen tôi anh giấu như mèo giấu. Mà sao tự nhiên anh thay đổi vậy? Tôi thấy cái tính của anh cố chấp lắm mà. Nói chung cũng xin lỗi em. Sau khi chia tay á thì anh mới biết cái lỗi sai của mình. Dù sao cũng cảm ơn em đã dạy cho anh á biết thế nào á là tình yêu thật sự. Dù công khai không công khai á nó cũng không có quan trọng, nhưng mà phải hiểu nhau chứ không phải vì lợi ích cá nhân á mà đòi hỏi. Anh hay ra vẻ quá à. Mà cũng nhờ anh tôi có được nhiều bài học mới lắm. Dù gì á thì giờ tôi cũng có cuộc sống tốt rồi. Thôi xin lỗi em, bây giờ anh đi trước á để bạn gái anh đợi. Buồn cười thiệt, tụi mình dành hết thời gian thanh xuân để cùng nhau trưởng thành, cuối cùng là dành sự hoàn hảo đó cho người khác.